Có một bạn nhắn tin về Zalo hỏi thầy như thế này Thầy ơi giúp em hiểu rõ hơn về điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn được không ạ à? Rồi trong phần video hôm nay thầy sẽ nói rõ hơn về điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn Để cho em nào chưa nắm thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn Và bây giờ là phần trợ giúp trả lời câu hỏi à, của bạn ấy Thầy ơi, giúp em hiểu rõ hơn về điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn Đây Thì Theo câu hỏi này thì thầy sẽ đón rằng là bạn này đang học lớp 10 à, Thì tại hiện tại chương trình mới thì sẽ có điều kiện chuẩn Ngày xưa thì chúng ta học điều kiện tiêu chuẩn thôi Bây giờ điều kiện chuẩn và điều kiện tiêu chuẩn khác nhau thế nào? Bây giờ thầy nhắc lại đây Nhắc lại Đây là điều kiện tiêu chuẩn nè Điều kiện tiêu chuẩn thì điều kiện tiêu chuẩn nó gì điều kiện tiêu chuẩn là điều kiện uh, áp suất à, áp suất của chất khí lúc này là một áp nó phe một áp phe nhiệt độ à, nhiệt độ thì lúc này người ta xác định nhiệt độ ở không độ c nhé không độ c hay khác là ở 273 độ k đó và do đó à, do đó lúc này là một mol chất khí bất kỳ á à, một mol chất khí luôn à, luôn chiếm à, một mol chất khí luôn chiếm là 22,4 lít à, 22,4 lít thì đây chính là điều kiện tiêu chuẩn và do đó chúng ta được cái công thức tính số mol à, số mol khí nè ở điều kiện tiêu chuẩn điều kiện tiêu chuẩn nha sẽ bằng là thể tích chia 22,4 đây là công thức của ngày xưa. Còn bây giờ. Đây. Sách mới. Đó là điều kiện chuẩn. À, điều kiện chuẩn điều kiện như thế nào? Điều kiện chuẩn là điều kiện áp sức. Áp sức. Bây giờ người ta tính đơn vị là 3. Áp sức là 1,3. À, thì 1,3 của nó. Nó bằng 0,99. Áp à, sức. Và nhiệt độ. À, nhiệt độ nhiệt độ lúc này thì người ta không đo ở 0 độ C nữa mà đo nhiệt độ ở 25 độ C mươi à, 25 độ C hành khác ở 298 à, 298 độ K em nào đang học uh, biến thiên enthalpy đó thì chúng ta thấy 298 298 đó thì đó là điều kiện chuẩn và đối với dung dịch à, đối với dung dịch thì nồng độ lúc này người ta xét đó là một mol trên lít à, bây giờ lít thì phải ghi ghi chữ hoa như thế này nghe 1 mol. Rồi do đó, à do đó, 1 mol chất khí nha. 1 mol chất khí. Lúc này nó chiếm không phải 22,4 nữa. Nó chiếm 24,79 lít À, 24,79 lít Rồi lúc này thì chúng ta tính được mol khí à mol khí ở điều kiện chuẩn. À, không phải chia em 2.4 mà chúng ta lấy thể tích chúng ta chia cho 24 phẩy 79. Thì đây chính là phân biệt điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện chuẩn à. Thì em nào tham gia nhóm Zalo của thầy thì sẽ được trợ giúp nhiều hơn và đặc biệt là chúng ta nhận được rất rất nhiều bài tập nha, rất rất nhiều bài tập. Tham gia vào nhóm Zalo lô. À. Đó.